ra. Đây các bạn, chú ba đang lựa mực nè. Kỹ nha. Giá này mực cũng giảm rồi các bạn ơi. Chú ba lộn xương xương nãy giờ đừng gọi mực nè. Mực của đây cũng giảm bớt rồi. Chú quần ngồi cách đáy không chú ba? Đó trời mẹ. Để quay rồi chết luôn á. Tạm được rồi. Nếu nè. Nếu đã chuẩn bị vô tay là chiến đấu với mấy con mực. Đó, vũ khí chuyên nghiệp của Vinh Hiếu đó các bạn, là biết gì không? Miếng chăn lựa. Hiếu của đó là Vinh Hiếu là không thể chiến đấu được đó. Chăn ở giang hồ có kiếm được không? Chăn làm có chăn lựa. Ngư dân thì bước chân vô vô biển này có chăn lựa không? Nghe là chăn lựa, cứ ngắt luôn đó. Được mấy cái bò giùm con chứ bạn. Bò giống này kìa, cái bò đó. Nè. Đấy, nhìn thấy không? Cá đầy đủ. Con bò nó chim mày chạy. Chết rồi. Chú ba hôm nay ổng chạy qua bển gốc xa quá trời các bạn. Chú ba hôm nay chạy sao qua bển dưới hả? Ngồi nó hầm luôn với gì quyêu. Các bạn thấy con mú gì không? Cá mú cọp nè các bạn. Có mú nè, coi nè. Quá trời. Cười chú ba. Thấy cái mú đẹp không các bạn? Mú quá đẹp luôn. Nè. Bò dép nhiều quá, giờ này bò dép nhiều quá chú ba.
viên ăn là đúng bài luôn á. Chào các bạn, các bạn và quý vị luôn nha. Bây giờ mình sẽ vô mình quay cho các bạn xem được bao nhiêu dĩ mực nha các bạn.